Rồi, Minh Tân xin chào tất cả cô chú anh chị và mọi người nha. Con chào khán giả ơi, chào ông bà cô chú ơi. Dạ, dạ con chào ông già, ông bà cô chú. Thì giàu sức khỏe, thanh tâm, an lạc. Đặng cũ qua năm mới, mới ăn phải đạt chừng nào có tiền cho con. Bữa nay chú đi lên thăm con thì cũng có... Trời ơi, cái bà Tư bà, là đây hồi nào với chèo nè, con. Nè, bữa nay chú lên đây thăm con thì cũng có các cô gửi tiền cho con xài ha. Dạ. Với dẫn con đi mua đồ trung thu ha. Dạ, đồ trung thu. Đồ trung trung thu thì có một cái cô riêng, còn mua quần áo... đồ lam thì có một cô riêng ha. Dạ. Còn bữa nay mặc đồ đẹp chứ, quần nó bữa hổm chú mua đó phải không? Dạ. Đẹp quá. Rồi cái này con khỏe không? Dạ khỏe. Rồi có thấy đường chưa? Dạ. Thấy đường chưa? Nhà bà Tư lấy chưa? Chưa nữa hả? Con có thấy. Ủa, mà con mới thấy đường. Chừng nào mới thấy đường trời? Hả? Dạ. Chừng nào mà con mới thấy đường? Dạ. Dạ để gì hoài luôn á, luôn á biết sao giờ thấy được. Để gì hoài luôn sao? Thật nhiều để kiếp sau con được thấy nhỉ. Người ơi. Bác sĩ bó tay rồi. Bó tay rồi. Bác sĩ bó tay con luôn hả? Nhà đó. Con buồn không? Dạ. Bữa đó về còn nóng nữa không, còn bệnh nữa không? Ba bữa ha. Nghèo cái máy mạnh tới giờ đó. Hả, bà ngoại có đi bắt ốc bắt cua gì không? Dạ không. Dài nghỉ. Nghỉ vậy ha. Có nhỏ kìa. Giờ ra luộc quần ốc luộc mình mua luộc đi. Quần vợ mình mua mà mặc đẹp phải không rồi. Áo lẻ quần lẻ ha. Đó, mày con ăn uống gì được không? Dạ. Ăn uống gì được không? Được. Được ha. Ngon không? Dạ ngon. Ăn lần mấy chén? Dạ. Ăn lần mấy chén? Dạ ăn lần nửa chén. Trời ơi ăn gì có nửa chén vậy? Ăn có nổi bây giờ con phải ăn ngày một lần hai chén. Sao ăn không nổi? Để cho nó nhanh lớn với nhỏ xíu rồi biết nào lớn. Hả? Dạ. Sao mà ăn không nổi? Con hẹn gì con kêu bà bà ngoại mua cho ăn ha. Dạ. Chứ không có để dành tiền nha. Dạ. Hẹn gì là phải mua ăn. Con thường con hẹn ăn gì kêu bà ngoại mua đó nhớ không? Dạ. Đó, ở đây thì có chị nè. Cô em Tú ở Úc nè. Là cho tiền con mua đồ trung thu ha. Dạ. Ừ. Cô Tú à. Cô Tú, con kêu bằng cô Tú ha. Dạ. Là mua đồ trung thu, đèn rồi bánh rồi cái này cái kia đó. Dạ, dạ. Dạ cổ rồi bác hổm, cổ điện con nè. Cô dạ cổ nói là gỡ tiền cho chú Tân rồi đó. Trời. Để vài bữa nữa chú Tăng lên là chú tăng chở với con đi mua đồ. Ừ. Mua gì con muốn mua gì? Dạ. Con muốn mua gì? Còn cô Phương Anh ở Mỹ thì mua đồ tu cho con ha. Dạ, dạ cô Phương á. Ừ. Cô Phương Anh ở Mỹ thì mua đồ tu cho con hả? Dạ. Còn ba cô kia với một chú thì cho tiền con để xài. Cô Anh Quỳnh ở Mỹ thì cho tiền con ha. Cô Anna Trương cũng cho tiền con. Cô Văn Anh Đài Loan cũng cho tiền con. Rồi chú Hùng cũng cho tiền con nha. Cần chút chú đọc và chú đưa tiền cho con nha. Dạ. Để dành xài ăn nha. Dạ. Còn cái mua đồ kia thì riêng chút nữa mình đi ra ngoài chợ Hồng Ngự mình mua ha. Dạ. Dạ. Ừ. Cái đi xe hơi đi mua luôn. Đi xe hơi hay đi xe máy? Dạ. Đi xe máy. Đi xe máy hay xe hơi? Mẹ cha xem xe đạp đi mày chạy chiếc rồi người chạy chiếc. À,
con đi xe đạp được không? Dạ. Chắc cũng có giò luôn á. Con biết chạy xe đạp không? Dạ không. Có thấy đường đâu mà chạy, chạy xuống sông á chứ chạy thì thôi. Không thì con tập chạy được không? Không được. Được, được con đạp thì được đó, mà không thấy đường lái. Không có đường lái hả? Dạ. Thì mình lái hí đại coi. Lái xuống sông hả? Ừ. Đang để cho đang cùng như chơi. Bây giờ con tập lái đi, mốt rồi mua cho con chiếc xe. Trời, dạ con lái không có được. Sao vậy? Được rồi, được không biết lái không có ngay. Con cứ chạy đi, người ta né con à. Con khỏi né người ta. Lái xuống sông à. Xe tới. Con tập hí đại không được sao? Không có được, con biết đạp không rồi, con không có biết đái, lái. Không biết lái ha. Sáng giờ con ăn cơm chưa? Dạ rồi. Hôm nay ăn cơm món gì? Dạ. Hôm nay ăn cơm món gì? Từ hôm bữa gì vậy, con có đi đâu chơi không? Dạ. Có đi đâu chơi không? Dạ không. Không hả? Từ hôm nay không đi đâu chơi ha. Dạ không. Ui. Rồi bà chỗ đó ngồi đi, ngồi nói chuyện chơi. Dạ. Ngồi mép trong á. Ngồi trong mới thấy. Ngồi sát vô bé Như. Ngồi đó. Sát vô, ngồi sát vô bé Như kìa. Dạ. Sát nữa. Nữa sát luôn. Ừ. Sát nữa. Xíu nữa. Ngay rồi. Bà tính bà lên mạng luôn. Dạ. Ừ, tao lỡ tao lên mạng luôn coi. Không ngày bà có mua gì cho nó không bà? Đó. Nó cởi mua đồ ăn liên tục luôn. Nó hèm mực đó, bà mua mực cho nó ăn nhiều vô nha. Dạ. Mực tôm dạ. Ừ. Bữa nào nghe nó. Tại vì mơ này cho ăn nữa. Tại vì tiền này người ta hương nó, người ta cho dạ. Nó để dạ. Cho nó. Để cho nó ăn cho vậy. Ăn cho nó bồi bổ cho nó mập rồi đó. Dạ. Trời ơi, nó cái ăn lắm á chú ơi. Bữa nay con qua, chú qua chú dẫn con chút nó đi mua đồ chứ cho tiền con xài nha. Dạ. Chú Thu mua đồ lồng đèn cho con chơi luôn. Dạ. Thích cái gì thì mua đó đó. Thì bữa nay mình qua mình trao lần 3 ha mọi người. Đó thì em Tú Út thì cho tiền mua đồ Trung Thu. Còn em Phương Anh ở bên Mỹ thì cho tiền mua quần áo đồ lam á. Với đồ lặt vặt này kia. Em Tú thì mua đồ Trung Thu này kia. Còn em anh Quỳnh ở Mỹ cho 2.3 triệu xài. Còn chị Anna Trương ở Mỹ cho 2.3 triệu. Rồi Văn Anh ở tên này tên gì? Trong máy à? Đổi tên. Dịp nay gì đó. Sương tiệm nay ở Đài Loan cho 1 triệu, anh Hùng cho 500.000, tổng cộng là con tiền con xài được 6.1 triệu ha. Dạ 6.1 triệu à. Ừ. Cô chào nha. Dạ. Dạ cảm ơn. Nè con đếm tiền coi. Cầm đi con, cầm đếm đi. Có bao nhiêu rồi? Dạ. Nhiều. Dạ con này 500. Dạ con này là 1 triệu. 1 triệu nè, 2 triệu nè. Dạ. 2 triệu nè. Dạ 2 triệu. 3 triệu nè. 3 triệu. 4 triệu nè. Tiền lớn không đó nghe. 4 triệu. Bà cắt kỹ để dành cho nó nghe bà. Dạ. 5 triệu nè. 5 triệu nè. 6 triệu nè. 100 nè. 6.1 triệu nè con. Dạ. Cảm ơn. Con cảm ơn các cô đi. Cảm dạ. Cảm ơn các cô. Dạ con cảm ơn. Các cô các chú. Chú gặp xa trong nước ngoài nước. Bây giờ sức khỏe thanh tâm mong là năm cũ bước qua năm mới mơ ăn có đạt chừng nào có tiền cho con. Mình có tiền lẻ không? Làm gì làm cũng có cái hậu quả hơn sao luôn. Cái câu cuối mà, câu cuối người ta vậy rồi. Chốt ha, chốt đơn ha. Dạ câu cuối mà. Câu cuối chốt đơn ha. Đó thì bữa nay em lên đây thì em cho tiền cái vé ha mọi người. Dạ bên chú có cô Ngọc Cẩm gửi cho con 300.000 nè.
Mình cho lần này là lần ba rồi ha. Dạ con cảm ơn cô Ngọc Cẩm. Dạ dạ sức khỏe, thanh tâm an lạc, làm ăn phát tài, năm cũ bước qua năm mới. Mừng ăn phát đạt, chừng nào có tiền cho con. Đó thì mình cho bé lần này lần ba rồi ha mọi người. Em Tú ở Úc thì cho mua đồ trung thu. Còn em Phương Anh thì cho mua đồ lam ha. Đồ lam, đồ tu, đồ này, đồ kia đó. Đó rồi còn em anh Quỳnh thì ở Mỹ thì cho 2.3 triệu. Còn chị Anna Trương ở Mỹ thì cho 2.3 triệu. Còn Văn Anh ở là Tân Sương đó. Văn Anh là Sương đó. Là tiệm Nai ở Đài Loan cho 1 triệu. Anh Hùng cho 500 ngàn. Nó có phần mềm cho. Rồi con cảm ơn ông bà cô chú cho tiền con đi với mua đồ cho con đi. Dạ, dạ, dạ con cảm ơn ông bà cô chú gần xa trong nước ngoài nước. Là giàu sức khỏe, thanh tâm an lạc. Là năm cũ bước qua năm mới mừng ăn phát tài. Ừ. Con sẽ cố xe. Con sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ. Xe tải quá bự vậy. Rồi nhìn thấy xe tải luôn. Ghê. Quá dữ Tâm Như luôn. Bữa nay Tâm Như đã cho mấy chú ăn con gì? Dạ, dạ để cua ốc. Cua ốc ha. Đây là một bệnh thường quân ở Long An ha. Dạ. Bệnh thường quân tặng cho bé. Tặng cho bé cái điện thoại. Lên tới đây hâm luôn ha bà. Dạ, ta gỡ lên. Gỡ ha. Dạ, tặng cho bé cái điện thoại nè. Dạ. Con biết sao không Tâm Như? Cảm ơn cô chú coi đài biết con đó. Dạ, đông mấy chú nói rằng coi đài đang biết đó. Đấy, tặng cho con cái điện thoại đấy. Dạ. Dạ. Điện thoại đã lắm. Hồi nay có túi luôn. Có túi rồi. Thì đâu quải theo rồi bỏ nhà sợ người ta lấy. Có tiền không? Sáng ngày 26 tháng 1. Ơi, nói gì anh cười vậy? Ơi, bấm gì rồi? Tắt coi. Tắt coi coi. Lấy máy ra thôi. Đưa tiền cho ngoại giữ đi con. Đưa tiền cho ngoại cất đi, con để đó. Con để đó. Mừng mừng đi, quẩy đi đó. Ngoại trước mày cất. Nó nói có tiền đó ngoại. Đưa con giữ lát con cho con bớt mừng đó. Cho nó mừng ha. Con mừng phải tiền hả? Phải tiền đó. Phải. Rồi ta cho tiền rồi làm gì giờ ca đi quay. Dạ. Ca tặng đi. Ca đi. Dạ. Ca bài mới đi. Bài mới đi, bài nào mới tập đó. Ca bài gì con ca đó. Gì bài gì? Bài mới đó, bài con mới sáng tác không? Sáng tác cho. Dạ. Ca đi, ca qua gì ca sao? Bà mẹ yêu ơi hả? Ừ. Con đâu? Con thuộc bài đó đâu? Thế hả? Con thuộc bài nào con ca bài đó được rồi. Không nào ca đi. Dạ. Dạ con tên là Trần Tâm Như. Như con 12 tuổi. Ồ dạ ca sĩ Tâm Như. Ừ. Ừ dạ xin hát một bài Lạy Phật Quan Âm. Ừ. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu với cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát từ quyền thông. Người hai nguyện lớn rộng mến mong có giúp bao người qua cơn khó nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngờ cứu nơi hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bên nó cam lộ tay cầm nhanh liêu thân chàng chơi thấp tới vàng tốt tươi mát mẻ mười thương thánh nhàn dưới tòa sen vàng hương chậm toàn áp nhân gian lại phát Quan Âm dìu con qua bên mê đời cho con được sống để an vui. Cho con được sống để sinh tư. Quan Âm cứu hồ, Quan Âm cứu nạn đời con gạn ngừ. Dạ rồi xin hết. Vỗ tay lên. Hay quá.
Thì hỏi mày con có đi đâu chơi nữa không? Dạ không. Ở nhà không mà ha. Không chơi gì ở nhà. Đang nhà chị đang quay phim rồi ha. Rồi bé Na, con muốn nói chuyện bé Na không? Dạ. Con muốn nói chuyện với chị, ông muốn hỏi thăm chị nha. Chúc chị niệm Phật giỏi nha, mày đưa cho con nói chuyện với chị chút ha. Nè, nói chuyện đi con. Đó. Kìa. À, hello bé Na. Khỏe không? Khỏe. Chị khỏe không? Khỏe. Chúc chị đi, chúc chị đi rồi bữa nào chở con lên chơi với chị. Con nghe được không? Như nghe được không Như? Nghe. Em ngày nào cũng hỏi thăm con đấy. Các bạn cho đến nhà mày gặp thôi. Coi. Các bạn với chị không? Dạ. Có tặng với chị không? Chị nói gì em đâu có nghe đâu. Có tặng với chị không? Chị có điện thoại nè. Rồi, cái này có điện thoại rồi kìa ha. Chơi. Em cũng có, chị cũng có. Mà có tặng không? Có. Kết. Kết hả? Vậy lát chú kết cho. Chúc cô, chú kết cho. Lát cô kết cho. Con nói chuyện với em một chút đi rồi đưa máy cho cô. Nói chuyện đi, nói chuyện, nói chút nói đi. Nói chuyện hỏi thăm chút xíu đi. Hỏi thăm em có khỏe không? Chị này cũng khỏe rồi. Chị khỏe rồi. Nói hỏi thăm chị khỏe chưa? Trời ơi. Thương chị không? Hả? Nghiệp nó có hỏi rồi. Rồi, để lát cô kết bạn cho nói chuyện nè. Lát kết bạn. Rồi Minh Tăng xin chào tất cả chú anh chị mọi người và cảm ơn tất cả cô chú ông bà anh chị em ha, ông anh Hồng Quân đã quan tâm đến bé mù, mọi người đã gửi tiền cho Minh Tăng đến cho bé mù là 6.1 triệu, còn hai Mạnh Hồng Quân hai em kia thì cho tiền mua đồ, mua quần áo với mua đồ trung thu để cho bé nó có hưởng một mùa trung thu an lành và tốt lành ha mọi người. Rồi còn con chơi cảm ơn chào khán giả đi. Dạ con cảm ơn chào khán giả. Gần xa trong nước ngoài nước đã giúp đỡ cho con. Và giờ sức khỏe thanh tâm an lạc làm ăn phát tài, năm cũ qua năm mới mừng ăn phát đạt, chừng nào có tiền cho con. Rồi Minh Tăng xin chào mọi người, hãy giảm kết thúc video mọi người, em đăng những video tiếp theo cho mọi người cùng xem ha. Minh Tăng xin chào.